1 đô la đổi 0,99 euro. Bạn không hề nghe nhầm đâu, đó chính là giá trị quy đổi hiện nay của đồng euro. Kể từ khi đồng tiền chung châu Âu được chính thức lưu hành, đây là lần đầu tiên trong 20 năm qua chúng ta được chứng kiến đồng tiền này giảm giá trị xuống còn thấp hơn cả đồng đô la. Sự kiện này xảy ra ngay sau khi Nga thông báo ngừng cung cấp khí đốt qua đường ống Nord Stream 1 trong 3 ngày từ cuối tháng này để tiến hành bảo trì. Điều này chắc chắn sẽ kéo dài thêm cuộc khủng hoảng năng lượng tại khu vực Eurozone và khiến tình trạng suy thoái kinh tế ở châu Âu trở nên ngày càng trầm trọng. Lý do đơn giản là vì các nền kinh tế lớn của châu Âu như Đức và Italy phụ thuộc nhiều vào khí đốt của Nga. Đã dựa dẫm vào nguồn năng lượng giá rẻ mà họ còn lên giọng từ mặt Nga thì suy thoái là điều tất yếu. Theo giới quan sát, sự trượt giá này khiến đồng euro có thể ghi nhận một năm giao dịch tồi tệ nhất trong lịch sử. Tại sao euro trượt giá? Đồng euro hiện chiếm 1/5 dự trữ ngoại hối của thế giới. Đồng tiền chung châu Âu vốn được xem là kình địch của đô la. Các nhà phân tích cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến việc đồng euro rớt giá rất nhanh so với đồng đô la chủ yếu là do ảnh hưởng từ triển vọng ảm đạm bao trùm nền kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu và khả năng Nga sẽ ngừng cấp khí đốt cho khu vực này. Đà mất giá của đồng euro luôn diễn ra cùng thời điểm với việc Nga tuyên bố ngừng đường ống Nord Stream 1 để bảo trì. Và tháng trước cũng tương tự như vậy. Sự phụ thuộc của Eurozone vào khí đốt của Nga khiến nền kinh tế khu vực này dễ bị tổn thương hơn do hậu quả của cuộc xung đột ở Ukraine. Từ đó tác động tiêu cực đến thị trường tiền tệ. Một nguyên nhân khác là do tình trạng lạm phát tăng phi mã tại châu Âu tác động đến lĩnh vực năng lượng và nguyên liệu thô. Cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại đã khiến đồng euro bị sụt giá. Và nguyên nhân cuối cùng là do Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed lại mạnh tay tăng lãi suất, đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc lên cao hơn và khiến đồng đô la trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư so với đồng euro. Fed đang liên tục tăng lãi suất trong thời gian qua và dự kiến là việc này sẽ còn chưa dừng lại, đặt áp lực rất mạnh lên sự tồn vong của đồng euro. Hậu quả khi đồng euro thấp hơn đô la sẽ là gì? Đồng euro trượt giá không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến các cá nhân, doanh nghiệp mà còn làm suy yếu nền kinh tế của cả Eurozone. Đồng euro mất giá đồng nghĩa với việc châu Âu sẽ cần nhiều euro hơn để thanh toán cho cùng một lượng hàng hóa tương đương hoặc niêm yết bằng đồng đô la và hàng nhập khẩu sẽ trở nên đắt đỏ hơn, từ đó khiến cho lạm phát thêm trầm trọng và làm giảm sức mua của các hộ gia đình. Và chính người dân châu Âu là những người phải trực tiếp hứng chịu hậu quả khi đồng lương không tăng mà giá cả hàng hóa thì cứ tăng vùn vụt. Sự tăng giá của các loại hàng hóa này khiến hầu hết các quốc gia đang phải đối mặt với tăng trưởng chậm lại, lạm phát leo thang, đời sống người dân bị thắt chặt và bất ổn về chính trị. Điều này đã dẫn đến các chính sách giải quyết thiếu hụt năng lượng bằng việc thúc đẩy sản xuất nguyên liệu hóa thạch, dù biết nó không sạch. Hiện nay, số nước thuộc EU đang quay trở lại phục hồi sản xuất nhiệt điện than. Những nước như Đức và Romania cũng đang triển khai các biện pháp khác để ứng phó với khủng hoảng khí đốt, bao gồm cả các nhà máy phát điện chạy than hoạt động trở lại hoặc trì hoãn kế hoạch đóng cửa các nhà máy này. Còn Áo thì cũng không thông báo sẽ chuyển đổi nhà máy nhiệt điện chạy bằng than trong trường hợp khẩn cấp, trong khi Hà Lan loại bỏ giới hạn sản xuất năng lượng từ than. Các nhà máy nhiệt điện than của Italy cũng đã tích cực dự trữ than trong vài tháng qua. Giá trị đồng euro giảm cũng khiến cho tổng sản phẩm quốc nội GDP giảm theo. Năm 2021, GDP của Eurozone chiếm khoảng 15% tổng sản lượng kinh tế toàn cầu, trong khi kinh tế Mỹ chiếm khoảng 24%. Năm nay, chỉ riêng tác động từ việc đồng euro giảm giá có thể khiến GDP khu vực Eurozone giảm đáng kể, nếu như tăng trưởng thực tế của các quốc gia trong khu vực cũng thấp hơn trước theo đúng dự báo, thì quy mô nền kinh tế của lục địa già sẽ tiếp tục bị thu hẹp. Trong khi đó, một quốc gia lại đang mỉm cười khi thấy đồng euro sụt giá thê thảm, đó chính là Mỹ. Như đã nói, euro chính là đối thủ của đô la. Mỹ xúi dục mấy ông EU cấm vận Nga, để rồi EU rơi vào thảm cảnh và Mỹ chính là kẻ có lợi. Dễ thấy là Mỹ đã thành công trong việc cải thiện vị thế của đồng đô la so với euro, vì tiếp theo các nhà đầu tư sẽ chuyển sang đồng đô la và rời bỏ đồng euro. Vị thế thống trị của đô la sẽ được củng cố vững chắc hơn khi loại được một đối thủ cạnh tranh của mình. Nếu đồng euro còn tiếp tục tụt dốc không phanh, thì EU cũng nên tính đến khả năng đồng tiền chung của họ sẽ sụp đổ hoàn toàn và các nước thành viên sẽ chuyển qua dùng đồng tiền riêng cho chắc ăn. Điều này sẽ khiến sự gắn kết với kinh tế của EU không còn vững chắc như trước nữa. Nó đang dần trở thành sự thật khi mới đây, tranh thủ đồng euro đang tụt giá, ông bạn nhiều tham vọng Ba Lan đã lên tiếng xúi các thành viên EU cần một cuộc cải tổ có thể cho phép các nước thành viên từ bỏ đồng euro và quay trở lại đồng tiền quốc gia của họ.
Ngoại trưởng Ba Lan Biniarau cho rằng các thành viên trong khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone nên có quyền quyết định sử dụng đồng tiền quốc gia. Ông nói sự bình đẳng của các nước thành viên đòi hỏi khôi phục các cơ hội bình đẳng để phát triển. Vì thế cần có một cải cách Eurozone. Cuộc cải cách này không loại trừ bất kỳ giải pháp nào. Các thành viên có thể quay lại sử dụng đồng tiền quốc gia tạm thời hoặc vĩnh viễn. Ba Lan gia hạn Liên minh châu Âu-EU năm 2004, song nước này không sử dụng đồng euro làm tiền tệ, bất chấp quy định tham gia Eurozone theo hiệp ước gia nhập đối với thành viên mới. Do các nước đều có quyền hoãn áp dụng đồng tiền chung, nhưng việc trì hoãn này chắc chắn đến một lúc nào đó cũng phải kết thúc. Vậy nên, việc đồng euro sụt giá thê thảm như bây giờ chính là cơ hội để Ba Lan viện cớ từ chối dùng đồng tiền chung. Sẽ tốt hơn nữa nếu như họ có thể thuyết phục được EU từ bỏ đồng euro. Theo Ba Lan, đây là cách để các nước thành viên EU có thể duy trì độc lập và chủ quyền. Giải pháp để đồng euro phục hồi là gì? Các nhà giao dịch vẫn tin rằng đồng euro có thể phục hồi vì kiện là nền kinh tế Liên minh châu Âu-EU phải giải quyết được một số thách thức trong thời gian tới. Việc đầu tiên châu Âu cần phải giải quyết là tránh nguy cơ bị chặn tiếp cận đối với nguồn cung khí đốt Nga, bởi điều này sẽ khiến giá điện tăng cao và buộc các nước trong Eurozone phải hạn chế một số hoạt động công nghiệp. Thách thức thứ hai là Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB phải tìm cách tránh tăng lãi suất quá mạnh để không ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. ECB cho đến nay vẫn duy trì chính sách tiền tệ cực lỏng để hỗ trợ nền kinh tế. Tuy nhiên, ngân hàng này đã bày tỏ ý định sẽ tăng lãi suất lần đầu tiên sau 11 năm. Theo tập đoàn tài chính UniCredit, đến cuối năm 2022, triển vọng lạm phát giảm và xu hướng cân bằng chính sách từ các ngân hàng trung ương sẽ hỗ trợ tâm lý thích rủi ro của giới đầu tư và làm giảm nhu cầu mua đô la. Nếu điều này xảy ra, đồng euro có thể sẽ tăng giá trong vài tháng cuối năm 2021. Nếu EU không thể nhanh chóng giải quyết được tình hình khó khăn này, thì chắc chắn nó sẽ dẫn tới bất ổn về chính trị trong thời gian tới. Khắp nơi dân chúng sẽ lại đổ ra đường biểu tình phản đối nhà cầm quyền, chẳng lo gì cho người dân mà lại đem tiền đi đốt ở một nơi khác. Một số quốc gia mới đây còn xảy ra bãi công làm cho vận chuyển hàng không tê liệt. Có lẽ chẳng cần phải nói thêm cũng dễ hiểu một bộ phận dân chúng trên thế giới trong các nước tư bản chủ nghĩa đang muốn gì. Họ muốn rằng chính quyền do họ bầu lên phải là của dân, do dân và vì dân, chứ không thể do một chính quyền ở một nước khác điều khiển và vì một thế lực nào đó không có liên quan gì đến cuộc sống của họ. EU không giống như Mỹ, họ chả thu được lợi lộc gì từ cuộc chiến này cả. Ngược lại, càng theo Mỹ chống Nga thì họ lại càng đi xa hơn và càng khó có cơ hội về bờ khi mà chính họ đã tạo khoảng cách với Nga. EU phụ thuộc vào Nga về nhiều mặt, từ lương thực cho đến năng lượng. EU không thể một sớm một chiều mà thoát ra khỏi sự phụ thuộc đó. Việc đồng euro giảm giá trị thấp hơn đồng đô la lần đầu tiên trong lịch sử đã đánh một hồi chuông báo động cho khu vực Eurozone. Nếu EU không sớm thay đổi chiến lược, đồng tiền từng hùng mạnh một thời sẽ sụp đổ. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem nhé. Nhớ like và nhấn nút đăng ký để nhận thông báo khi có video mới nhất từ bọn mình.